Tình hình dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus diễn ra rất nguy hiểm. Để đảm bảo vệ sinh môi trường và hạn chế lây lan dịch bệnh, Bộ Y tế xây dựng hướng dẫn khử trùng và xử lý môi trường khu vực có bệnh nhân tại cộng đồng, mục đích ngăn chặn sự lây lan của dịch COVID-19 ra cộng đồng. Hai nguyên tắc thực hiện, việc khử trùng và xử lý môi trường phải được thực hiện sớm sau khi phát hiện có ca bệnh nhân, phải làm sạch sẽ bề mặt, đồ dùng, vật dụng trước khi tiến hành khử trùng. Đảm bảo an toàn tuyệt đối, tránh lây nhiễm chéo cho những người tham gia khử trùng và xử lý môi trường. Cách ly, khu vực khử trùng cần được đảm bảo phòng tránh lây chéo. 3. Các khu vực cần tiến hành khử trùng và xử lý môi trường. Trong nhà, phòng ở, căn hộ của bệnh nhân. Khu vực liền kề xung quanh nhà, phòng ở, căn hộ của bệnh nhân và các căn hộ, phòng liền kề. Hành lang, lối đi chung, cầu thang, thang máy, sành chờ, đối với nhà chung cư, tập thể, ký túc xá, khách sạn, nhà trọ, nhà nghỉ, cơ sở cách ly tập trung. Tường, nhà vườn, vỉa hè, đường đi, lối đi chung. Đối với nhà riêng liền kề xung quanh. 4. Chuẩn bị phương tiện, dụng cụ, hóa chất, phương tiện làm sạch khử trùng, thùng xô, giẻ lau, cây lau sàn, bình máy phun khử trùng. Túi, thùng đựng chất thải lây nhiễm có màu vàng. Phương tiện bảo vệ cá nhân. Khẩu trang y tế bảo vệ đường mũi, miệng. Kính bảo hộ che mắt tránh văng, bắn vào niêm mạc mắt, quần áo phòng dịch tránh phơi nhiễm với nước, dịch. Găng tay cao su dày, ủng hoặc bao che dày chống thấm. Bảo hộ, người tham gia cần được mặc đồ bảo hộ đầy đủ theo đúng quy định. Hóa chất. Dung dịch khử trùng, hóa chất khử trùng có chứa clo, cồn 70 độ, xà phòng rửa tay hoặc dung dịch sát khuẩn tay chứa ít nhất 60% cồn. Khách hàng có thể trực tiếp đến hệ thống y tế Vinmec trên toàn quốc để thăm khám hoặc liên hệ hotline tại đây để được hỗ trợ. Bà con đừng quên bấm nút đăng ký kênh video của Thế Giới Máy và bấm nút chuông ở bên cạnh để nhận thông báo mỗi khi Thế Giới Máy đăng tải video mới hướng dẫn sử dụng máy móc thiết bị cho bà con.